hay đấy là về thanh toán cổ phần đang ký mua, rất là dễ thôi đúng không? Đấy, với cả những cái việc mà không thanh toán thì sẽ như thế nào. Mọi người có thể nốt lại cái quan trọng mà mình đã nói ở đây. Đấy hoặc là không thì mọi người cứ hiểu đơn giản như thế thôi là được, đúng không? Ok. Tiếp theo này. Số 3 của chúng ta cần quan tâm Đấy là cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập. Đấy nhá. Cổ đông sáng lập ở đây này, chúng ta sẽ biết cổ đông là gì? Cổ đông là những người nắm giữ cổ phần, còn cổ đông sáng lập ấy là những người gì? Là những người nắm giữ cổ phần ngay thời điểm đầu tiên, tức là đi thành lập công ty này đúng không? Ví dụ bốn ông đấy mình ví dụ bốn ông A B C D để đi lập công ty thì bốn ông đó sẽ gọi là cổ đông sáng lập. Được không? Và cổ đông sáng lập này thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong điều 120. Đây, điều 120 của chúng ta. Điều 120, cổ phần đồ thông của cổ đông sáng lập. Và số 1 chúng ta cùng xem này. Công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất là ba cổ đông sáng lập. Bởi vì làm sao? Công ty cổ phần là ít nhất là ba thành viên trở lên đúng không? Đấy bây giờ ấy lúc thành lập thì ít nhất phải có 3 chứ đúng không? Nếu mà không đủ 3 thì không thể nào làm công ty cổ phần được. Và công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc được chia tách hợp nhất xác nhập. Đấy cái việc mà chia tách hợp nhất xác nhập này mọi người tự đọc mình đã nói rồi đúng không? Từ công ty cổ phần khác không nhất thiết phải có cổ đông sáng lập. Trường hợp này điều lệ công ty các thứ đúng không? Tóm lại là chúng ta hiểu đơn giản, để lúc mới thành lập ấy thì phải có ít nhất 3 cổ đông sáng lập. Và khoản 2 này, các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Đấy, nhớ nhá. Các cổ đông sáng lập ấy phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông. Đấy như kiểu này ví dụ đây đúng không? Như kiểu có bố đông ABCD đấy, mỗi mua 200.000đ chẳng Đấy thì khi đó rất là ok rồi đúng không? Hoặc ấy có trường hợp là gì? Người ta sẽ mua hết luôn, thế thì cũng được, đúng không? Đấy hoặc là ít nhất là người ta phải đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông. Nhớ nhá. Đấy tổng cổ đông sáng lập ấy phải đăng ký mỗi ít nhất hai phần trăm số cổ phần phổ thông ok ví dụ như nãy mình nói có một triệu thì, thì, ít nhất là những ông sáng lập đó phải mỗi ít nhất là gì ít nhất là 200 000 đúng không chứ không thể nào mà cổ đông sáng lập không nắm giữ cái gì được đấy và ấy, ở đây nó sẽ có một cái giới hạn đối với những cổ phần phổ thông này chúng ta cùng xem trong thời hạn 3 năm kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cho các cổ đông sáng lập khác nhớ nhá được tự do chuyển cho các cổ đông sáng lập khác như kiểu đây ví dụ ấy có bốn ông là a b c d thì đấy bây giờ ông a có thể chuyển ông b ông c ông d trong ba năm ý ok rất là ok thôi đúng không nhưng mà ấy, chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của đại hội đồng cổ đông nhớ nhá đấy nó muốn chuyển ra ngoài ấy, thì sẽ không chuyển được đúng không? nó chuyển trong công ty thôi cho những cổ đông sáng lập còn lại thì sẽ được tuy nhiên muốn chuyển ra ngoài ấy, muốn chuyển cho người khác ấy, thì sẽ không được ok nhá mà phải được sự chấp nhận của đại hội đồng cổ đông đại hội đồng cổ đông ấy là những cái người mà quyết định cao nhất được không thì tí, tí tí là chúng ta đi học ở dưới ok và ở đây chúng ta nhớ đơn giản thôi đấy, trong khoản 3 này là gì cái việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập ấy thì trong ba năm đầu sẽ được chuyển cho nhau đúng không nhưng mà không chuyển cho người khác đúng không bởi vì làm sao bởi vì ở đây là gì mấy ông này là đi thành lập doanh nghiệp thì thành lập xong và ít nhất là gắn bó 3 năm đầu chứ đúng không không phải nào mà kiểu đem con bỏ chợ được không? đấy mới có mấy năm mới có một năm thôi chẳng hạn lại muốn chuyển hết cho người khác thì không được đúng không không được đấy cái này ít nhất là phải gắn bó với công ty này đấy, luật quy định là phải gắn bó ít nhất là ba năm cho okay cái nhá rồi đấy, đấy là phải được 120 đúng không các uh, hạn chế các thứ đây chúng ta có thể đọc thêm đấy, tóm lại mình đã nói cho mọi người xong rồi cổ phần cổ đông của cổ đông sáng lập hiểu đơn giản thôi đấy là lúc sáng lập ra đúng không lúc thành lập ra công ty thì những cái cổ đông đầu tiên gọi là cổ đông sáng lập và ấy, họ phải mua ít nhất bao nhiêu ít nhất 20 phần trăm này số cổ phần đúng không ít nhất đăng ký cùng nhau đăng ký mỗi ít nhất 20 phần trăm và thứ ba là gì cái việc chuyển nhượng ấy nó sẽ bị hạn chế trong ba cái năm đầu đúng không trong ba năm đầu chỉ được chuyển nhượng cho những cổ đông sáng lập khác thôi chứ chuyển ra ngoài ấy, thì phải có sự đồng ý của đại hội đồng cổ đông đó mình vừa nói những cái đơn giản nhất về cái cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập rồi đúng không Hay những cái đơn giản cũng như là những cái mà trọng tâm nhất ở đấy mà có thể ghi lại đúng không như mình vừa nói và thứ ba là gì về cái việc mà chào bán cổ phần ấy này chúng ta xem là ơ vậy chào bán cổ phần như thế nào thì nó sẽ từ điểm 123 đến điểm 126 rồi chúng ta ngó qua nhá 123 đến 126. Đây, 123 là chào bán cổ phần. Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần thôi. Đấy, để tăng vốn điều lệ. Và đây người ta cũng sẽ quy định này, những cái hình thức đúng không? Đấy là gì? Chào bán cho cổ đông hiện hữu này, tức là các cổ đông trong công ty rồi bây giờ chào bán thêm cho họ đúng không? Bỏ mua tiếp đi. Đấy, thứ hai là gì? Chào bán cổ phần riêng đây Và thứ ba là ra công chúng, tự bán ra ngoài thôi để thêm cổ đông mới, đúng không? Rồi, mọi người sẽ đọc thêm đây. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là như nào đúng không? Đấy, rồi chào bán riêng lẻ là như nào ta đã giải thích rất là rõ đúng không bán cổ phần các thứ là như nào đây mọi người sẽ đọc thêm nhá ở đây mình chỉ nói sơ sơ như vậy thôi và nếu vào bài tập ấy nó sẽ hỏi chúng ta về phần này thì chúng ta sẽ biết là nó ở điều nào rồi đúng không chúng ta sẽ tìm cho nhanh tiếp nữa là phần chuyển nhượng này đấy, về chuyển nhượng cổ phần sẽ theo điều 1.27 cụ thể đây chúng ta cùng xem Đây, cổ phần sẽ được làm sao tự do chuyển nhượng đúng không trừ trường hợp quyết định tài khoản 3 điều 120 của luật này và điều lệ công ty có hạn chế chuyển nhượng gì đấy thì sẽ không được chuyển nhượng còn lại các bạn nhớ cho mình, đấy là cổ phần được tự do chuyển nhượng. Trừ trường hợp quy định tài khoản 3 đến 120, tức là người ta bảo là trừ trường hợp cổ cổ đông sáng lập đấy đúng không? Cổ đông sáng lập thì sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm đầu, đúng không? Ok. Còn thứ hai là gì? Việc chuyển nhượng thực hiện bằng hợp đồng hoặc giao dịch trên thị trường chứng khoán. Đấy sau này chúng ta sẽ học môn thị trường chứng khoán thôi. Đấy, sẽ học môn thị trường chứng khoán nhá. Thì đó người ta biết đúng không? Giao dịch như thế nào? Đấy nó sẽ có một cái thị trường luôn. Đấy, để chúng ta giao dịch ở trên đấy. Ok nhá, bằng một cái bảng giá ấy. Cái cái này tái học đúng không? Hoặc sau này người ta nói với nhau đầu tư chứng khoán các thứ đấy thì cũng là như vậy thôi, đúng không? Rồi trường hợp có thể chuyển nhượng bằng hợp đồng nữa đúng không? Giấy tờ các thứ. Rồi số 3 là gì? Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cổ đông đó trở thành cổ đông của công ty luôn. Giờ thế thì thôi, đúng không? Đấy như kiểu là bố chết này, con là người thừa kế chẳng hạn thì khi đó con ấy trở thành cổ đông luôn. Thế nhá. Tiếp theo này, trong cái khoản 4, trường hợp cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị chất quyền thừa kế thì số cổ phần của cổ đông đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự Đấy. cổ đông có quyền tặng cho đúng không Đấy có quyền tặng cho cổ phần này ok cá nhân tổ chức được tặng cho hoặc trả nợ một cổ phần sẽ trở thành cổ đông luôn đấy thì mọi người thấy đúng không cái này nó sẽ đơn giản hơn ở gọi là anh doanh nghiệp trước đây là công ty nhiệm hai thành viên trở lên đấy thì đó làm sao nó cũng nói đến tặng cho này hoặc là gì hoặc là trả nợ tuy nhiên đấy những người là gì tặng cho ấy thì phải là có quan hệ trong ba hàng thừa kế thì khi đó mới, mới đương nhiên thành thành viên đúng không nhưng tuy nhiên ở đây thì khác ở đây cứ tặng cho ai cũng được đúng không đấy, hoặc là trả nợ ai thì người đó cũng sẽ đương nhiên trở thành cổ đông luôn bởi vì ừ. sao bởi vì đây ấy, mình đã nói đấy bản chất là gì nó là đối vốn thôi chứ nó không là đối nhân nhưng loại công ty khác thì nó có, có, thể là đối nhân nữa đúng không nó cần phải có sự quen biết có sự tin tưởng nhưng này không, không cần cứ có tiền là được rồi đúng không cứ góp tiền vào là được đấy nhá và số 6 này cá nhân tổ chức nhận cổ phần trong trường hợp quy định tại điều này chỉ trở thành cổ đông kể đi thời điểm công ty của họ ok công ty đăng ký thay đổi cổ đông trong thời hạn cổ đông yêu cầu hoặc cổ đông có liên quan đấy các bạn đọc theo nhá tóm lại mình nói cho các bạn xong về chuyển nhượng rồi đúng không chuyển nhượng thì các bạn nhớ đấy là ấy theo quyền là chuyển nhượng thoải mái đấy, trừ cái gì trừ cái việc mà cổ phần phổ thông cổ đông sáng lập sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm đầu mọi người nhớ như thế giúp mình có nhá và tiếp nữa là gì chào bán trái phiếu riêng lẻ từ điểm 128, điều 128 đến 131 thì mọi người sẽ đọc cái này nhá Thế tự đọc mấy cái này giúp mình đấy mình nói nữa mất rất nhiều thời gian đúng không Mình cứ đọc sơ sơ thôi đấy và khi mà chưa bài tập ý nếu mà nó nói đến cái này mình lại quay lại mình sẽ nói cho các bạn cụ thể hơn được không và tiếp theo là gì mua lại cổ phần theo cầu cổ đông tức là đây ý, công ty sẽ có nghĩa vụ đúng không phải mua lại cổ phần Tại cái việc mua lại cổ phần sẽ có hai cái trường hợp ở đây thứ nhất là gì mua lại cổ phần theo cầu cổ đông tức là ý, cổ đông yêu cầu sẽ mua lại và cái việc mua lại này ấy, thì nó giống như bên công ty hạn hai thành viên chủ lên đấy mẹ nói rồi đúng không như kiểu là gì bây giờ ấy không cùng chỉ hướng nữa đúng không đấy khi mà một cái khi mà cổ đông này đúng không đã không tán thành với những cái thay đổi của công ty là như kiểu là gì công ty này thay đổi cái hình thức kinh doanh chẳng hạn hoặc là những cái vấn đề hệ trọng khác mà cổ đông này không đồng ý đã bỏ phiếu là không đồng ý rồi đấy, nhưng mà công ty này vẫn cứ thay đổi vì nó theo nguyên tắc đa số thôi đúng không thì khi đó cổ đông này có quyền làm sao yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình bảo là bây giờ tôi cả các ông không cùng chỉ hướng nữa rồi thì bây giờ ấy tôi không muốn làm cổ đông của công ty nữa đấy các ông trả tiền cho tôi đúng không tôi đưa lại các ông cổ phần công ông bán cho người khác đã ok thì rất là ok vẫn được thôi theo điều một ba hai và tư đúng không còn cái việc ấy mua lại cổ phần theo quyết định của công ty tức là gì bây giờ không cần là yêu cầu cổ đông nữa thì quyết định công ty sẽ có quyền là gì mua lại cổ phần đúng không quyết định là gì bây giờ chúng tôi sẽ mua lại từng này cổ phần đấy và mua lại này thì các bạn đã đọc trong luật đúng không mình nhớ không nhầm mà nó sẽ không được vượt quá ba mươi phần trăm hay là hai mươi trăm ấy đúng không? Tổng số cổ phần. Đây, mọi người sẽ đọc trong đấy. Ok không? Rồi nhá, thì đấy là vấn đề về vốn công ty cổ phần. Tiếp theo này, mình sẽ chuyển đến Những quyền và nghĩa vụ cơ bản của cổ đông, đúng không? Cái này rất là dễ thôi. Chúng ta có là gì? Quyền của cổ đông phổ thông này. Đấy, cổ đông thường này và quyền của cổ đông ưu đãi này, điều 116, 117, 118. Tức là gì? Từ điều 115 đến điều 119 nó đang nói đến các quyền và nghĩa vụ cơ bản của cổ đông. Mình có thể ngó qua với nhau. Đây các bạn thấy điều 115 quyền cổ đông phổ thông. Cổ đông phổ thông có quyền sau đây: tham dự phát biểu trong cuộc họp, đúng không? Nhận cổ tức, ưu tiên mua cổ phần mới, tự do chuyển nhượng cổ phần cho người khác dễ rồi đúng không? Đấy, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều 120, tức là cổ phần của cổ đông sáng lập đây đúng không? Sẽ bị hạn chỉ trong 3 năm đầu thôi. Xem xét tra cứu này. Ok. Khi công ty giải thể và phá sản được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu. Rồi. Thứ hai là gì? Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng cổ số cổ phần phổ thông. Đấy mình đã nói đúng không? trong cái điều 115 này nó sẽ có quyền của cổ đông thường quyền của cổ đông sở hữu từ 5% đúng không cổ đông sở hữu 10% thì chúng ta cùng xem cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác thì sẽ có quyền sau đây xem xét tra cứu đấy. yêu cầu trụ tập họp đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy định tại khoản 3 điều này và thứ nữa là gì yêu cầu ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý Tức là họ đã có một cái tỷ lệ nhất định rồi đúng không 5% đấy 5% trên 100% từ 5% đúng không là sẽ có quyền như vậy và cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định khoản 2 có quyền triệu tập họp trong trường hợp sau đây tức là ấy, yêu cầu triệu tập họp thì cái nhóm cổ đông mà gì sở hữu từ 5% đã có quyền yêu cầu triệu tập họp rồi nhưng mà tuy nhiên đấy không phải được yêu cầu triệu tập trong mọi trường hợp mà ấy, sẽ được yêu cầu triệu tập trong một số trường hợp nhất định đấy, thứ nhất là gì nghĩ là gì hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền một là trường hợp khác thì khi đó mới được triệu tập thôi chứ không phải tự nhiên mà triệu tập được đúng không chứ không phải là lúc nào chỉ triệu tập thì triệu tập đấy, mọi người nhớ nhá căn cứ luật đã quy định rất là rõ rồi đấy và tí nữa chúng ta chữa bài với nhau ấy đấy, nếu mà có cái phần này mình sẽ qua lại mình nói đúng không rồi yêu cầu triệu tập họp các thứ này cổ đông của nhóm cổ đông sở hữu từ 10 phần trăm trở lên này chúng ta thấy đúng không phải 5 phần trăm 10 phần trăm với 10 phần trăm thì sao thì sẽ có quyền làm gì để cử người vào hội đồng quản trị ban kiểm soát đấy như mình đã nói rồi đúng không cái công ty cổ phần này bản chất nó là gì một loại hình công ty đối vốn ai cứ càng góp nhiều vốn ấy thì sẽ càng có nhiều quyền đúng không đây cũng vậy này từ 10% trở lên sẽ có quyền là gì đề cử người vào hội đồng quản trị ban kiểm soát Hay trường hợp công ty không có quy định khác thì việc người đề cử vào hội đồng quản trị phải thực hiện như này đúng không đấy ngoài ra thì chúng ta sẽ có điều 116 117 118 là quyền của các loại cổ đông ưu đãi đúng không cổ đông ưu đãi biểu quyết này đúng không đấy chúng ta xem Biểu quyết là như thế nào đúng không ok cổ phần ưu biểu quyết là số cổ phần có nhiều hơn biểu quyết thôi thì mình đã nói đúng không cổ đông sở hữu phần ưu đãi biểu quyết thì sẽ có quyền như này biểu quyết vấn đề đúng không và quyền khác của cổ đông sở hữu ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng này mọi người nhớ cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết thì không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác đấy như mình đã nói rồi đúng không đấy là cái việc ấy mà được cái này lại mất cái kia đấy cái được nhiều biểu quyết hơn thì nó sẽ hạn chế chuyển nhượng không được chuyển nhượng luôn đúng không và chính phủ quy định chi tiết điều này tiếp theo này đến điều 117 là cổ phần ưu đãi cổ tức đấy và quyền của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức đấy đấy chúng ta nói cổ đông ưu đãi rồi đúng không là ưu đãi cổ tức này thì em sao ưu đãi cổ tức là phần được trả cổ tức cao hơn rồi so bình thường thôi đúng không đấy. cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền sau đây nhận cổ tức thứ hai là nhận tài sản còn lại tương ứng tỷ lệ sở hữu quyền khác đấy và đây cổ đông ưu đãi cổ tức thì lại không có quyền biểu quyết như mình đã nói rồi đúng không được cái này mất cái kia mà được nhiều cổ tức hơn thì nhưng mà lại không được quyền biểu quyết đúng không thế nhá tiếp theo này cổ phần đấu đại hoàn lại và quyền của cổ đông sở hữu cổ phần đấu hoàn lại Yêu đãi hoàn lại là gì được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu đúng không và cổ đông sở hữu cổ phần đấu đãi hoàn lại có quyền như cổ đông phổ thông và ở đây nó làm sao nó không có quyền biểu quyết đúng không thì mình đã nói rồi đấy lại không có quyền biểu quyết được cái này mất được kia mà đấy được hoàn lại thì không quyền biểu quyết nữa đúng không tiếp theo nghĩa vụ cổ đông này thấy đầu tiên là phải gì thanh toán đủ và đúng thời hạn số vốn cam kết đã mua đúng không cổ phần cam kết mua thứ hai là không được rút vốn bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức Đấy, trừ trường hợp công ty ở người khác mua lại cổ phần tất cả gì ở đây ý, bản chất là gì mình không được rút vốn tức là mình mua cổ phần rồi ý. mua cổ phần rồi thì bản chất là mình không được rút ra nữa nhưng mình có thể chuyển nhượng cho người khác đúng không tức là mình chuyển nhượng người khác là người khác sẽ nắm cổ phần này Đấy, nhưng mà bản chất là mình không được rút từ đây ra không? Ừ, chuyển vào công ty rồi là không được rút ra ngoài nữa chỉ có quyền là gì chuyển nhượng người khác thôi đấy kiểu là bán cổ phiếu người khác bán cổ phần cho người khác thì được nhưng mà rút tiền ra đây đòi người ta trả tiền thì không được như thế nhá tuân thủ điều lệ công ty rồi trong thành nghị quyết quyết định này rồi bảo mật các công ty này nghĩa vụ khác thôi rất dễ đúng không đấy đấy là đơn giản là về quyền và nghĩa vụ thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi ok nhá Đó, tiếp theo này chúng ta cùng nhau chuyển đến một cái phần khá là quan trọng đúng không? Và trong cái loại hình nào ta cũng đã nói với nhau. Đấy là cái việc ấy, tổ chức và quản lý công ty cổ phần thì đây chúng ta xem này cái việc tổ chức và quản lý công ty cổ phần nó sẽ như thế nào đúng không nó sẽ có những hình thức nào nhiều người nhớ giúp mình chúng ta có hai mô hình đấy, hồi xưa chỉ có một mô hình thôi đấy tức là các chủ sở hữu ấy muốn thành lập công ty cổ phần thì chỉ có một mô hình để lựa chọn thôi nhưng mà tuy nhiên đấy bây giờ thì nó đã mở rộng hơn rồi nó có đến hai mô hình đúng không? để cho những cái người mà muốn thành lập công ty sẽ chọn đấy có hai mô hình theo điều 137 nhá mới có thể xem được 137 Đây, điểm 137. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần thì theo khoản 1 chúng ta thấy, trừ trường hợp pháp luật chứng khoán quy định khác thì công ty cổ phần có quyền lựa chọn Đấy, một trong hai mô hình sau đây. Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, ban kiểm soát và giám đốc. Đấy, thứ hai là gì? Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, tổng giám đốc các thứ. Thì mọi người có thể chú ý một chút đấy là gì? Trường hợp công ty cổ phần có dưới một cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần thì không bắt buộc phải có ban kiểm soát đấy nhưng mà tuy nhiên là gì nếu mà nhiều hơn đúng không đấy, nhiều hơn 11 cổ đông chẳng hạn đấy hoặc là sở hữu trên 50 phần số cổ phần thì sẽ phải có ban kiểm soát ok nhá hãy tóm lại nó sẽ theo khoản một này đúng không thì mình đã trích đây rồi rất là dễ thôi có hai mô hình cho điều 137 khoản một đấy thì mô hình nhất là gì nó sẽ có đại hội đồng cổ đông này xong rồi, hội đồng quản trị này rồi ban kiểm soát này giám đốc tổng giám đốc ban kiểm soát có thể có không đúng không có thể có không cái mô hình thứ hai là cũng sẽ có đại hội đồng cổ đông đúng không hai cái này đều có đại hội đồng cổ đông đại hội đồng cổ đông như mình đã nói nó là lớn nhất rồi đúng không và lớn nhất bao gồm tất cả cổ đông thì khi đó là đại hội đồng cổ đông trong sau đó thì sẽ có một cái hội đồng quản trị đúng không trong đó ở đây là ủy ban kiểm toán này và trong đây sẽ có chủ tịch hội đồng quản trị này các thành viên hội đồng quản trị và thành viên độc lập lớn bằng hai mươi và xong sau đó là gì đến giám đốc và tổng giám đốc đấy là cái mô hình tổ chức và quản lý đúng không có hai mô hình lựa như vậy và cũng như các loại hình trước thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu với nhau về từng cái trong đây đại hội đồng cổ đông này hội đồng quản trị này ban kiểm soát này giám đốc tổng giám đốc này các thứ thì sao đúng không ủy ban kiểm toán là gì các thứ chủ tịch hội đồng quản trị này các thành viên các thứ thì như nào thì tay cùng xem với nhau đầu tiên đấy là chúng ta tìm hiểu về cái lớn nhất ở đây đấy là về đại hội đồng cổ đông thì đại hội đồng cổ đông ấy bao gồm tất cả cổ đông thôi mình đã nói rồi đúng không bao gồm tất cả cổ đông nhưng tuy nhiên là đây là phải là tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chứ mấy cái kiểu cổ phần ưu đãi như kiểu là Điều này cổ tức các thứ thì nó không có quyền bổ quyết chẳng hạn, đúng không? Thì khi đó ấy, nó sẽ không ở trong đạo đồng cổ đông. Ok nhá. Và là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Nhưng cái vấn đề rất là hệ trọng đúng không? Thì phải thông qua đạo đồng cổ đông thì mới được quyết định. Đấy, còn mấy vấn đề bình thường thôi thì tí nào chúng ta sẽ xem là ai là người quyết định nhá. Đấy còn chúng ta hiểu đơn giản. Đây là những cái vấn đề mà hệ trọng đặc biệt quan trọng thì khi đó phải thông qua đạo đồng cổ đông thì mới quyết định được. Đó. Thì quyền và nghĩa vụ của đạo đồng cổ đông ấy, chúng ta sẽ xem điều 138 khoản số 2, đúng không? Nghĩa 2 đây. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau đây. Thứ nhất là thông qua định hướng phát triển công ty, thứ hai là quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại được quyền chào bán. Bầu này, miễn nhiệm bãi nhiệm thành viên hội đồng quản trị, kiểm soát viên. Đấy mọi người nhớ nhá. Cái việc mà bầu này hoặc là bãi nhiệm tức là cắt chức ấy, hội đồng quản trị hoặc kiểm soát viên ấy thì chỉ có đại đồng cổ đông mới được quyền thôi. Đấy nhưng nếu mà trong bài tập người ta bảo là một ông nào đấy chủ ừ, chỉ gì đấy chẳng hạn, đấy, xong rồi tự nhiên cắt của mấy cái hội đồng quản trị này sẽ không được đúng không? Các bạn nhớ, đấy là nó phải là đại đồng cổ đông quyết định thế nhá rồi mọi người sẽ đọc thêm về cái dưới được không cụ thể nó như nào rất nhiều đây rồi đúng không mình sẽ không đọc nữa mình sẽ tự đọc cho mình về mấy cái này ok nhá rồi quyền được nghĩa vụ theo điều 138 khoản 2 vừa nói rồi hình thức thông qua nghị quyết đấy, hình thức thông qua nghị quyết ấy, thì nó cũng giống như trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thôi để để nghị quyết được thông qua ấy, thì sẽ có hai cách đúng không cách nhất là gì họp xong biểu quyết luôn tại cuộc họp đấy và cách thứ hai là gì lấy ý kiến của văn bản đúng không? Tức là không cần đi họp nữa, gửi cho mỗi người một cái văn bản thì người ta lấy ý kiến thôi đúng không? Đấy mà cũng theo ý kiến nào đồng ý các thứ ấy. Thì đây có hai cách đúng không? Và thường đấy thì người ta sẽ dùng cách họp hơn cho nhanh ấy đúng không? Đấy cho nhanh, quyết định cho nhanh. Còn lấy ý kiến thì cái này khá là lâu đúng không? Gửi từng người thì cũng mất thời gian. Thế nên nhiều lúc ấy người ta sẽ họp luôn. Và ấy, biểu quyết tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thì thông qua như thế nào thì chúng ta hãy xem điều 147 khoản 2. Đấy, được 148, chín như này. Vâng, mình sẽ ngó qua một chút nhé. Đây, điều 147, hình thức thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức là gì? Biểu quyết hoặc lấy ý kiến văn bản như mình vừa nói thôi. Và ở đây, chúng ta xem này. Đây, điều kiện để nghị quyết được thông qua. Nghị quyết nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số cổ phiếu biểu quyết trở lên dự họp tán thành. Đúng không? Thấy nhá. Như thế đọc thêm trong đây. tóm lại nó có hai hình thức thôi là biểu quyết tại hội cuộc họp này và thứ hai là lấy ý kiến văn bản. Thế nhá. Còn hiệu lực ấy thì chúng ta xem điều 152 đúng không? Hiệu lực bắt đầu từ khi nào? Thì chúng ta sẽ xem được 152. Và cụ thể đây một cái phần khá là quan trọng đúng không? Thấy mình đã nói đúng không? Trong các loại hình chúng ta đều phải quan tâm đến cái việc mà họp này, hình thức như thế nào, triệu tập như thế nào, đúng không? Trình tự thủ tục như thế nào. Đấy rồi dự họp như thế nào. Đấy các thứ thì chúng ta đều phải nắm được đúng không? Thông qua nghị quyết các thứ chúng ta đều phải nắm được mấy cái này. Vì nó rất hay hỏi về mấy cái này. Ok.